thể ôm em. Tập 15. Những hạng mục còn lại cứ theo kế hoạch mà làm. Còn hai việc này để sang ngày mai cho tôi. Hôm nay chúng tôi tới điều tra những vụ án mất tích có nhiều chi tiết liên quan tới công ty NN. Rất mong anh cùng hợp tác. Công ty NN của chúng tôi xưa nay rất coi trọng danh tiếng trong ngành. Vì vậy các anh yên tâm, dù những vụ án đó xuất phát từ những nguyên nhân gì, khiến các anh nghi ngờ có liên quan tới NN, chúng tôi cũng sẽ hết sức để hợp tác điều tra, chứng minh rằng NN chúng tôi đáng được cả xã hội tin tưởng. Cảm ơn sự ủng hộ. Cảm ơn. Có yêu cầu gì các anh cứ nói. Mời các vị tự nhiên. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Du. Các xác chết đã xử lý đâu vào đấy rồi. Không hiểu sao lại bị cảnh sát nghi ngờ. Đợi chuyện này lắng xuống, cậu ra nước ngoài đi. Hãy lấy một thân phận khác mà sống. Nhưng tôi ra ngoài có việc, đưa khóa xe đây. Alo. Chào anh. Thanh Nhiên à. Em sao thế? Em làm chút ít bánh quy, vốn định đưa cho Thi Nhã, nhưng cô ấy lại đang thực hiện giảm cân. Dù em gọi điện mãi không nghe. Nếu như anh thích ăn bánh quy, lát nữa em sẽ mang tới cho anh nhé. Nhân tiện em cũng có một thứ muốn đưa cho anh. Được. Anh đang trên đường về nhà. Nếu em không ngại, anh rẽ qua đón em nhé. Không cần đâu, em tự đi xe tới cũng được mà. Vậy được, vậy gặp nhau ở nhà anh nhé. Anh cũng có việc phải về nhà. Vâng, lát nữa gặp lại. Đã ở bên Thi Nhã rồi thì phải cố gắng khắc phục bệnh sạch sẽ, để xem lại cách sống mà cô ấy muốn. Dù thời gian chữa bệnh là ngắn hay dài thì mình cũng phải cố gắng hết sức. Đây là lần đầu tiên mình thích một người con gái, vì thế chắc chắn mình phải quyết tâm thay đổi. Thi Nhã. Thi Nhã. Thi Nhã. Chạm vào cô ta đi, cho cô ta ăn no vào. Đừng để cho cô ta chết đói. Cô ta không giống những vật thí nghiệm khác mà trước đây chúng ta bắt về đâu. Chạm ở đâu thế? Chạm tay thôi. Chắc cô đang rất muốn hỏi. Này, đừng có hét lên nhé. Mà tất nhiên, cô có hét cũng vô ích thôi. Ngược lại còn lãng phí sức lực, khiến cô chết sẽ nhanh hơn. Cứu tôi với. Sao có thể? Vì dự án này, tôi đã bỏ ra công sức bấy nhiêu năm. Giờ ách tắc lại đây. Cô chính là bùa cứu mạng của tôi đó. Cứu tôi với. Cứu tôi. Chẳng ai cứu được cô đâu. Ngược lại, tôi mong cô sẽ không sợ đau. Có vậy thì lúc tôi giải phẫu cô hãy kiên cường một chút. Có vậy tôi mới nghiên cứu một số vấn đề được. Gì mà nhiều thứ thế này? Đây là bánh quy em làm, nhưng em cho hơi nhiều đường một chút. Anh ăn thử đi.
Ngon lắm. Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ miễn phí của người khác đấy. Mẹ chưa từng làm bánh cho anh bao giờ sao? Mẹ mất ngay khi anh chào đời. Em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Không sao. Anh cũng quen rồi. Vậy cái gì thế này? Cái này là những thứ năm đó không học nữa, anh đã để lại trong kho của nhà trường. Em thấy những thứ này đều rất đáng quý. Vậy sao anh lại không mang theo chứ? Bởi nó đáng quý nên anh mới không mang đi. Sợ rằng sau này khi phải so sánh sẽ lại cảm thấy thảm hại hơn. Anh đó lại bắt đầu nói những lời kỳ quặc rồi. Anh xem, vở ghi của anh nè, còn đây là cuốn album. Còn nữa, đây là áo thi đấu của anh, cầu thủ số 9 nhé. Giờ số may mắn của em cũng là số 9 đấy. Cả cái này nữa. Anh có nhớ năm đó thời tiết khắc nghiệt, mưa gió suốt không? Trước cổng trường của chúng ta bán rất nhiều ủng. Hôm đó trời mưa, nó đi đôi ủng màu vàng. Xin anh hãy nhìn giúp em. Em có thấy thằng bé không? Anh không sao chứ? Có phải nhiều bụi quá đơn khiến anh sặc không? Anh không tốt như em nghĩ đâu. Những thứ em thích chỉ là những hình ảnh hư vô liên tục hiện ra trong đầu em, chứ không phải sự thật đâu. Em không biết cái gì là hư vô, cái gì là chân thật. Em chỉ tin những gì em thấy từ anh. Luôn quyên góp tiền cho người khác, ân cần những người già lang thang ngoài đường phố. Khi biết tin con trai người bán bánh ở cổng trường bị bệnh, ngày nào anh cũng tới mua hạt dẻ xào đường. Trong lòng em, anh là người rất tốt. Anh có biết không, quãng thời gian đó em rất thích anh. Anh biết. Du Trạch, em bây giờ cũng rất cảm ơn em đã nhớ rõ về hình ảnh anh ngày trước. Cũng muộn rồi, để anh đưa em về. Tới nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về. Tạm biệt. Em về đây. Không có gì đâu. Anh chỉ muốn nói tạm biệt em. Vâng. Vào nhà đi. Thanh Nhiên. Cái này cho em. Tạm biệt. Tạm biệt.
Tôi cứ từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi. Sẽ không có chuyện gì hay ho, cũng chẳng có điều gì may mắn đến với tôi. Nhưng tôi sai rồi. Số phận lại thương xót tôi. Thậm chí lúc nãy lại đưa cô ấy tới bên cạnh. Từ trước tới nay, người làm sai mọi điều chính là tôi. Tôi đã từng có rất nhiều thứ. Hằng ao ước sẽ được tiếp tục sống. Tôi quá tham lam rồi. Anh không sao chứ? Không sao. Cậu không bật điều hòa nhiệt độ sao? Lạnh quá. Hôm nay đúng là có hơi lạnh. Tối còn có mưa nữa. Tôi cũng thấy rất lạnh. Nói dối. Cậu đừng nói thế để khiến tôi vui. Sức khỏe của tôi thế nào tôi biết rõ. Đưa súng của cậu đây. Sau này đừng giết người nữa. Cậu đã làm cho tôi bao nhiêu năm nay rồi. Từ hôm nay trở đi, cậu không cần phải làm cho tôi nữa. Cậu được tự do. Tôi không đồng ý. Đây là mệnh lệnh, chứ không phải thương lượng với cậu. Công việc cuối cùng của cậu đó là dừng thí nghiệm lại, giải tán cả công ty NND. Có thể đưa ai ra nước ngoài thì đưa. Ai không muốn đi thì đền bù cho họ. Thả hết đám macaron ra. Dù sao thì phòng thí nghiệm cũng là nơi bí mật. Họ không biết ai làm đâu. Không được, tổng giám đốc, anh hãy suy nghĩ lại đi. Đừng bắt tôi nói lại hai lần. Tôi nói rồi. Kết thúc đi. Lát nữa cô ấy sẽ đến. Thi Nhã làm sao thế nhỉ? Điện thoại tắt máy. Sao chưa thấy? Lý Thi Nhã tới. Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chiều nay còn quay ở bối cảnh khác. Thật ngại quá. Phiền anh đợi thêm một chút nữa. Chẳng chuyên nghiệp gì hết. Làm việc gì mà giờ này chưa tới? Rốt cuộc đi đâu nhỉ? Alo, chào anh. Cô là... Anh là hàng xóm của Thi Nhã đúng không? Chắc anh chưa biết tôi. Tôi là quản lý của Thi Nhã. Lần trước anh có gọi điện cho tôi. Lần cô ấy lạc ở trên đảo ấy. À, có chuyện gì không? Hôm nay cô ấy có buổi quay, nhưng từ tối qua tôi đã không thể liên lạc được với cô ấy. Xin hỏi anh có biết cô ấy đi đâu không? Không phải cô ấy ra ngoài với anh bạn thân chứ? À, anh nói tới Simba chứ gì? Lúc còn liên lạc được với cô ấy là cô ấy đang chạy bộ. Lẽ nào tìm kỹ vào đi. Được, sang bên đó xem sao. Lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào? Cái gì? Mọi người đang ở đâu? Tôi đến ngay. Đó là em gái tôi. Tuyệt đối không thể trở thành nạn nhân được. Tuyệt đối không thể. Tôi phải ra ngoài có việc. Này, cậu đi đâu thế? Tới giờ diễn rồi. Khi Nhã mất tích rồi. Hãy nghĩ cách giúp tôi đi. Xin hỏi cô gái này có đến đây không? Tôi không thấy. Cảm ơn. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Đúng.
là lỗi của anh. Tôi nhất định sẽ tìm ra Thi Nhã. Được thế thì tốt. Giờ chuyện xảy ra rồi, tôi sẽ cố mọi cách để cứu cô ấy. Tôi cũng vậy. Tôi cũng rất thích Thi Nhã. Thực ra tôi không nên nói vậy, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi biết anh là người thông minh. Chúng ta chia ra đi tìm cô ấy. Nếu anh tìm ra Thi Nhã trước, thì ngay lúc đó hãy lập tức nắm tay cô ấy. Đó là việc mà tôi không hề muốn, nhưng không còn cách nào khác. Việc này chỉ có anh mới có thể làm cho cô ấy, còn tôi lại không. Tình hình thế nào rồi? Vẫn đang tìm. Tôi đọc tin tức rồi. Buổi biểu diễn lần này tôi không có mặt. Chắc chắn cậu bị mắng nhiều lắm. Không sao đâu, nghe chữ vài câu đâu có sao. Cậu không sao là tốt rồi. Giờ tôi lại phải ra ngoài. Cậu không cần phải đi cùng đâu. Hai chúng ta khác nhau. Cậu vẫn phải nhờ vào việc này để sống. Cậu đi cả ngày rồi, đói lắm đúng không? Không thể ăn nổi. Tôi chỉ biết nấu món này thôi. Thường ngày bận nên cũng chẳng đi học làm nhiều món. Ngon lắm. Sao thế? Giáo sư Trần trước khi bỏ đi đã mang theo Lý Thi Nhã rồi. Giờ không biết họ đang ở đâu. Chắc ông ấy muốn tiếp tục nghiên cứu. Cái lão điên này. Nhịp tim bình thường. Cô hãy cố gắng lên. Tương lai sau này của loài người trông cậy cả vào cô đấy. Cô làm khó tôi rồi. Bình thường khi giải phẫu tôi đều rạch từ đây xuống. Như thế mới dễ lấy được nội tạng ra. Nhưng cô xinh đẹp thế này, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Đây là hai cái ốp điện thoại. Khi dùng nó thì ở một cự ly nhất định nó sẽ phát sáng. Alo, hiện tôi đang ở gần điện thoại của Thi Nhã. Đúng, nhưng tôi không biết khi nào nó sẽ bị vứt đi. Tóm lại, tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy. Mọi người mau tới đây đi. Quanh đây đều là những cửa hàng nhỏ như thế này sao? Khu vực này dân cư rất đông. Nếu thuê chỗ to, giá sẽ rất đắt. Thế gần đây có chỗ nào ít người qua lại không? Tôi là dân kinh doanh nên muốn nghe ngóng một chút. Khu vực này buôn bán rất tốt. Những ngày nghỉ bán hàng rất đông khách. Nơi nào ít người á? À đúng rồi, bên kia có bãi đổ xe bỏ hoang. Nếu anh thuê khu đó nhất định sẽ kiếm lớn. Nhưng chủ mảnh đất ấy là một giáo sư, xưa nay chẳng quan hệ với ai cả, cũng chưa từng về đây ở lần nào. Nghe đâu như là kẻ biến thái, đến cả vợ con cũng bỏ đi cả. Tiếc thật.
mấy con ma cà rồng bắt được, con nào cũng xinh đẹp. Nhưng người có khuôn mặt hoàn hảo như thế này thì chỉ có mình cô. Nhưng cô sắp biến thành xác chết rồi. Cô tưởng mình cô mà dám phản kháng lại sao? Cô tưởng chỉ có một mình mà giết chết được tôi sao? Vừa mới khen cô xinh đẹp, cô đã đắc ý rồi, đúng không? Chi bằng thế này đi, chúng ta bắt đầu từ khuôn mặt xinh đẹp này, lột hết da của cô, lột dần dần xuống, sau đó bỏ Thiên Nhã ra. Dám đánh tao sao? Tao giết mày. Hôm nay tao sẽ cho hai chúng mày cùng chết ở đây luôn. Hết nơi trốn rồi đúng không? Thi Nhã, Chí Hạo, em cứ tưởng em sẽ chết cơ. Không đâu, không đâu, có anh đây rồi. Sau này anh sẽ không rời xa em nữa. Báo cáo, địa điểm được cung cấp chính xác. Tôi đã tìm thấy người rồi. Du Trạch đúng không? Tôi là cán bộ trị an Lý Tam Trạch. Anh là dòng đai của ma cà rồng, thế mà lại đi giết hại nhiều ma cà rồng khác, bắt cóc họ làm đối tượng thí nghiệm, đem đến cho xã hội loài người và ma cà rồng những ảnh hưởng vô cùng xấu. Căn cứ theo luật pháp ma cà rồng thế giới, anh bị bắt giam. Mời đi cùng tôi. Ngồi một lát nữa rồi hãy đi. Phong cảnh chỗ này rất đẹp, đúng không? Đừng phí lời để kéo dài thời gian nữa. Tôi vốn cũng chẳng còn nhiều thời gian, cô cũng biết điều đó mà. Cũng đúng, dù anh có độc ác hơn nữa cũng có quyền để lại di ngôn trước khi chết. Huống hồ dòng la của ma cà rồng ở độ tuổi như anh, tình trạng cơ thể anh cũng không thể đánh lại tôi. Anh sao có thể chạy thoát được? Tôi không chạy đâu. Tội ác của tôi gây ra quá lớn, là tôi đã sai. Tôi không biết mình có tư cách để yêu cầu cô bất cứ việc gì, nhưng tôi vẫn còn một việc cần có sự đồng ý của cô. Anh nói đi. Nếu có người tới hỏi hàng tin tức của tôi, xin đừng nói gì với cô ấy nhé. Tôi từng muốn làm người tốt, nhưng vì muốn tiếp tục sống mà không từ bỏ thủ đoạn nào. Tôi muốn mình trong ký ức của cô ấy được đóng vai người tốt. Tôi từng có nghe chuyện trước đây của anh. Có một cô gái đến chỗ tôi tư vấn. Cô ấy nói từng rất thích một đàn anh khóa trên, nhưng đột nhiên anh ấy thôi học. Tới hai ngày trước đây,
时候你在一起，幸福真的很容易。我把你的手掌握得很紧，久久不能平静。后来我们的关系被你悄悄揭了秘，你离我的身边越来越远，我能够发现。每次难过不让你看见，当你违背心愿，其实你不懂我的时间都是用来想